Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần qua tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ việc một số đối tượng dùng lượng lớn chất thải công nghiệp để lấp ao. Sau gần 10 ngày phát hiện, vụ việc trên vẫn đang được các cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ điều tra xác minh. Diện tích ao bị lấp nằm gần trạm bơm Trung Đạo, giáp mặt đường DH43 có diện tích trên 500 m² do một hộ dân thuê thầu của Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng để nuôi trồng thủy sản. Theo người dân địa phương, hành động lấp ao diễn ra trong nhiều ngày và phần lớn diện tích ao được lấp bởi các bao chất thải công nghiệp có màu xám, nghi giống đất đèn và xỉ luyện nhôm. Sự tinh vi của đối tượng là sau khi đổ các bao chất thải công nghiệp xuống, sau đó đã dùng đất để lấp lên. Mùi thì nó có mùi thôi, sự còn mình thì cũng chuyên môn thì biết là cái mùi gì. Khi bắt đầu đi sâu vào trong bãi thì cũng chỉ mùi hăng hăng thôi, nhưng khi bắt đầu nó có hiện tượng của cái như kiểu phát tán ấy, chọc hay mình đụng gì vào đó, và cái khu bao bấy cơ bản là phần đất nó phủ lên, thì phủ nó chưa kín thì có một số cái lồ cái bao nó mới chìa ra, thì chọc một cái thì nó bụi lên cái thì mình hắt xì ngay, thế là tự nhiên thấy tức khó thở thôi. Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng đã báo cáo vụ việc với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, giao cho công an xã xác minh, đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Mỹ mời Viện Hóa học về lấy mẫu để xác định mức độ độc hại. Sau gần 10 ngày phát hiện, vụ việc trên vẫn đang được các cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ tiến hành điều tra xác minh đối tượng đổ. Sau khi mà phát hiện là có cái chất thải đổ ở khu vực đấy thì chúng tôi họp và đã giao cho lực lượng công an xã là phối hợp với đội điều tra của công an huyện cũng như là công an môi trường của huyện để điều tra nắm bắt cái chất thải này là xuất phát từ đâu trở về, và hiện nay là công an xã cũng như huyện đang trong quá trình điều tra để làm rõ vụ việc. Chỉ vì lợi nhuận, thời gian qua ngoài đổ trộm chất thải tại thôn Trung Đạo, tình trạng đổ trộm chất thải độc hại còn diễn ra tại một số địa phương khác. Để tiết kiệm chi phí xử lý, một số đối tượng đã lén lút đổ trộm ra vườn cây, đất trống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để chấm dứt tình trạng chôn lén, đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường, các cơ quan chức năng cần thắt chặt quản lý, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.